Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GearVN, và ngày hôm nay trên tay của mình đó là RTX3080 đến từ nhà TUF Asus. Và để test qua cái hiệu năng của chiếc VGA này thì chúng ta sẽ sử dụng một số linh kiện thú vị đến từ nhà Asus. Đầu tiên là màn hình ROG Swift BG43U với độ phân giải lên tới 4K và kích thước là 43 inch. Cái đó chúng ta có bộ nguồn ROG Thor 850W Platinum, một trái tim vững chãi dành cho bất kỳ một bộ máy nào. Về bộ nhớ, mình sẽ có cặp đôi RAM và SSD đến từ nhà T4, cũng là nhãn hiệu TUF Gaming. Cùng với đó mình sẽ có mainboard TUF Gaming Z490 Plus và CPU Core i9 thế hệ thứ 10 10900K. Và để tản nhiệt cho chiếc CPU này thì mình sẽ sử dụng tản nhiệt khí Assassin 3. Và để test game thì game đầu tiên mà mình test đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Và trên chiếc màn hình này có một chế độ màu dành cho game bắn súng. Tại đây mình đang sử dụng là độ phân giải 4K, tất cả các option setting đều kéo lên tối đa cao nhất, cùng với bật luôn DLSS và RTX. Battlefield 5 là một trong những tựa game đầu tiên hỗ trợ RTX On, và hiện tại vẫn là một trong những game ăn cấu hình cực kỳ khủng và cho lại đồ họa là cực kỳ đẹp mắt. FPS cho lại là rơi vào khoảng tầm trên 70 với các hoạt cảnh bình thường và khoảng tầm 64-67 cho các hoạt cảnh cực kỳ là hỗn loạn. Cùng với đó, frame time luôn luôn nằm ở mức là trên 13, với mình thế này là cũng hơi cao. Tuy nhiên hiện tại mình đang chơi ở độ phân giải là 4K nên mình hoàn toàn có thể chấp nhận được, và ultra setting nữa. Tuy nhiên ở trong tương lai mình hy vọng có thể cải thiện hơn về vấn đề frame time khi mà có các driver mới ra mắt. Hiện tại mình đang chạy là phơ mắc ở trong nhiệt độ phòng rơi vào khoảng tầm 24 độ C. Và tất nhiên mình không hề có case, mình đang lắp nó lên một cái bên. Nhiệt độ của chiếc GPU này dao động vào khoảng là 61 độ. Một số thông tin thêm đó là khi mà mình lắp vào case thì nhiệt độ của chiếc VGA này sẽ lên tới khoảng là tầm 65. Cùng đến với một tựa game tương đối là cũ hơn, đó là Tomb Raider, thì chúng ta sẽ có một FPS trung bình rơi vào khoảng tầm 113, và frame time mình cho rằng khá ổn định ở mức là khoảng 10ms. Và đây là một cái mức mà các bạn hoàn toàn có thể chơi game mượt mà, kể cả là các game bắn súng góc nhìn thứ nhất chứ không riêng gì là game góc nhìn thứ ba. Cùng với đó, một số hình ảnh mà mình thường thấy ở trên buôn làng bây giờ đã sắc nét với những hiệu ứng ánh sáng làm cho màu trở nên rực rỡ hơn rất là nhiều so với trước đây. Đây là một trải nghiệm RTX rất đáng giá.
cuối cùng đó là bài test 3D Max, tên của nó là Time Spy. Cái này cũng khá là quen thuộc rồi. Và chiếc VGA của chúng ta có thể dễ dàng đạt được điểm số 16.371. Đây là một con số khá là cao và ấn tượng. Cùng với đó thì các vấn đề như là nhiệt độ thì mình cũng đã test qua bài Pro Max cho các bạn xem rồi, cùng với hai game. Như vậy đó là tất cả những gì mà mình đem lại cho các bạn trong một video test hiệu năng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.